Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ bé lớp 1 ngồi nhìn bạn liên hoan vì mẹ không đóng quỹ, phụ huynh là người có lỗi. Vụ việc bé lớp 1 phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì mẹ không đóng 100.000 đồng tiền quỹ. Theo chia sẻ của một phụ huynh trên mạng xã hội vừa qua, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Thông tin từ báo Nhân dân liên quan đến sự việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã lên tiếng. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đã tổ chức xác minh thông tin, đề nghị địa phương nơi có phản ánh về vụ việc nói trên báo cáo. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã có báo cáo về nội dung, diễn biến sự việc và công tác xử lý của ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cho rằng đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra vào thời điểm cuối năm học, nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc chỉ đạo trường tiểu học Gia Lương làm việc với cha mẹ học sinh để được chia sẻ, thông cảm, tổ chức rút kinh nghiệm chung trong công tác quản lý. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các trường trên địa bàn tỉnh cần có biện pháp quản lý phù hợp, tránh để các vụ việc tương tự trong thời gian tới. Nhiều luồng thông tin cũng lên tiếng, phụ huynh cũng mắc lỗi khi để xảy ra vụ việc trên do không hiểu hết nội dung thông báo của ban phụ huynh và lớp. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một phụ huynh có con học lớp 1C trường tiểu học Gia Lương cho rằng ban phụ huynh lớp và giáo viên chủ nhiệm để con phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan vì gia đình không đóng quỹ. Chia sẻ này đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong các ý kiến bình luận có cả những ý kiến đánh giá, nhận định mà theo Bộ Giáo dục và Đào tạo là thiếu khách quan, thiếu tính xây dựng đối với ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xác minh thông tin và đề nghị địa phương nơi xảy ra sự việc báo cáo. Từ báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho thấy, sự việc không như phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội trước đó. Theo báo cáo của trường tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, chiều thứ Sáu 24 tháng 5, trên cơ sở đề xuất của ban đại diện cha mẹ học sinh và được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức liên hoan cuối năm cho học sinh. Trước đó 2 ngày, ban đại diện và giáo viên chủ nhiệm đã gửi thông báo vào nhóm của lớp về việc tổ chức buổi liên hoan này. Căn cứ vào sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đã thống nhất và quyết định tổ chức liên hoan cho các cháu, gồm bánh kẹo, đùi gà, xúc xích và khoai tây chiên. Với phần ăn đùi gà, xúc xích, khoai tây chiên, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chuẩn bị 31 suất trên tổng số 32 học sinh của lớp, do gia đình một em học sinh không có ý kiến trong nhóm của lớp. Em học sinh tuy không có suất ăn riêng nhưng đã cùng ăn với các bạn. Tuy nhiên, sau buổi liên hoan, mẹ của học sinh là chị Vũ Thị Sim đã đăng thông tin trên Facebook cá nhân, cho rằng con mình không được ăn liên hoan mà phải ngồi nhìn các bạn. Hiệu trưởng trường tiểu học Gia Lương, đại diện phụ huynh học sinh của trường và cô giáo chủ nhiệm lớp đã trực tiếp đến nhà riêng gặp gỡ trao đổi với bà Vũ Thị Sim để hiểu rõ hơn về nội dung sự việc trên và cho biết phụ huynh đã cơ bản nhất trí với giải thích của nhà trường. Nhà trường đã yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc trong toàn trường cũng như với giáo viên chủ nhiệm lớp, nhằm bảo đảm không để xảy ra những sự việc tương tự trong thời gian tới. Cô giáo trần tình sự việc mẹ không đóng quỹ, con không được ăn liên hoan. Ghi nhận của báo VTC News, cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C trường tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, trần tình. Không có chuyện mẹ không đóng quỹ phụ huynh nên học sinh N ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan. Cách đây 3 ngày, nữ giáo viên tổ chức liên hoan cuối năm cho 32 học sinh lớp 1C với sự tham gia của 4 phụ huynh trong lớp. Tiền đồ ăn liên hoan gồm 31 suất gà rán kèm khoai tây chiên, xúc xích, bánh gato và các loại bánh kẹo khác sẽ trích từ quỹ phụ huynh do cha mẹ học sinh đóng góp trước đó. Tiền quỹ này có 31 trên 32 phụ huynh học sinh tham gia. Trong đó, mẹ học sinh N không đóng quỹ này. Khi giáo viên chủ nhiệm thông báo về kế hoạch liên hoan trên nhóm Zalo chung, các phụ huynh trong đó có mẹ em N không có ý kiến gì. Trong buổi liên hoan, em N ngồi cùng các bạn ăn bánh gato và các loại bánh kẹo khác. Dù không có suất gà riêng nhưng em N vẫn được hai bạn ngồi cạnh chia xúc xích, khoai tây chiên và gà rán cùng ăn. Tại buổi họp phụ huynh ngày 26 tháng 5, cô Huyền cũng trao đổi công khai sự việc để các phụ huynh hiểu và nhận sai sót khi chưa thông báo riêng cho phụ huynh em N. Cô Huyền cho biết, tôi cũng hiểu đơn giản khi đã thông báo là các phụ huynh đọc rất kỹ tin nhắn và hiểu, nên tôi không thông tin lại nữa. Tôi cũng nhắn tin hỏi xem các phụ huynh có ý kiến gì không, nhưng không thấy phụ huynh trao đổi lại thông tin gì. Bà Phạm Thị Lý, hiệu trưởng trường tiểu học Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương thông tin,
trường đã yêu cầu giáo viên viết bản tường trình và báo cáo cụ thể sự việc mẹ không đóng quỹ, con không ăn liên hoan, gửi phòng giáo dục và đào tạo huyện Gia Lương. Lớp 1C thu hai loại tiền quỹ là quỹ lớp và quỹ phụ huynh. Dịp cuối năm, tiền quỹ lớp gần hết, các phụ huynh thống nhất sử dụng tiền quỹ phụ huynh để liên hoan. Phụ huynh học sinh N đóng quỹ lớp nhưng không đóng quỹ phụ huynh. Học sinh N vẫn được ăn bánh kẹo như các bạn, chỉ có phần gà rán khoai tây là ăn chung với một bạn khác. Về lý do không mua thêm phần gà cho trẻ, vị hiệu trưởng nói đó là thiếu sót của giáo viên, cô giáo đã nhận lỗi vì chưa linh hoạt. Vị hiệu trưởng nói đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp rút kinh nghiệm trong sự việc này. Liên quan sự việc trên, lãnh đạo xã Gia Lương cũng đã yêu cầu trường tiểu học Gia Lương ra soát, kiểm tra lại các khoản thu quỹ, chi tiêu của các quỹ. Lãnh đạo xã cũng yêu cầu trường làm rõ các thông tin, mời phụ huynh cháu N lên làm việc để có thông tin khách quan nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có báo cáo sự việc lên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục cần lấy trẻ làm trung tâm. Ở góc độ giáo dục, bày tỏ quan điểm về sự việc, ông Nguyễn Trần Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, trong sự việc này, trẻ con không có lỗi, lỗi là ở người lớn. Việc phụ huynh học sinh này không đóng quỹ có thể do không nhất quán với quan điểm về việc đóng các khoản thu phí của lớp. Ban phụ huynh cũng chấp nhặt bỏ rơi quyền lợi của đứa trẻ. Và đáng trách hơn khi cô giáo đã được bàn bạc thống nhất nhưng vẫn thờ ơ loại suất ăn của một đứa học sinh như con của mình ra khỏi hoạt động sinh hoạt chung của lớp. Tất cả những chuyện này là vấn đề của người lớn mà quên mất quyền lợi của một đứa trẻ. Thông tin từ báo Công Thương. Ông Nam nói, qua những chuyện này với vai trò là người làm giáo dục, chúng tôi cảm thấy rất buồn bởi nó ảnh hưởng đến danh xưng người thầy. Vai trò của nhà giáo dục luôn phải đặt trọng tâm vào trẻ. Và rõ ràng trong sự việc này cả phụ huynh và cô giáo đã không đặt trọng tâm vào trẻ. Cũng theo ông Nam, dù được các bạn chia sẻ đồ ăn, song chính bản thân đứa trẻ vẫn sẽ cảm thấy bị tổn thương chỉ vì vấn đề thuộc về lỗi của người lớn. Và điều đáng bàn là, trong khi những người thầy, người cô hàng ngày vẫn dạy trẻ về sự nhân văn, yêu thương, thì sự việc này đang đi ngược lại với những gì con trẻ được học. Theo đó, tôi cho rằng đạo đức của nhà giáo cũng cần được quy định cụ thể rõ ràng hơn trong luật nhà giáo về cả những sự việc tương tự nhằm đảm bảo sự công bằng, không phân biệt trong môi trường giáo dục, ông Nam nêu. Chia sẻ thêm, luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong sự việc này, lỗi không chỉ từ phụ huynh, ban phụ huynh lớp mà là cả cô giáo. Tất cả đã thiếu sự thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ. Bất luận vì lý do gì, cũng cần nhìn nhận ở góc độ sự tổn thương của một đứa trẻ để hành xử. Nếu chỉ vì chấp nhặt chuyện cá nhân mà bỏ rơi quyền lợi của một đứa trẻ là đáng trách. Tôi cho rằng trong sự việc này, ứng xử của cô giáo cũng quá non kém. Việc giáo viên hùa theo các phụ huynh khác bỏ qua suất ăn của một đứa trẻ là rất vô cảm, ông Tiền cho hay. Bên cạnh đó, ông Tiền chỉ ra hiện nay có một hiện tượng theo trào lưu của xã hội là việc phụ huynh phải đóng góp rất nhiều khoản phí, quỹ cho trường, lớp, đang tạo gánh nặng cho nhiều gia đình khó khăn. Và những khoản phí như quỹ phụ huynh chỉ là một hình thức để hợp thức việc chi cho các hoạt động như hội hè của các lớp. Chính việc này đang nảy sinh nhiều hệ lụy và tiêu cực. Theo luật sư Tiền, quỹ phụ huynh là khoản đóng góp phổ biến tại các trường học. Theo thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quỹ này từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ và các nguồn tài trợ. Việc thu chi phải bảo đảm công khai dân chủ. Sau khi chi tiêu, ban đại diện phải báo cáo quyết toán kinh phí tại các cuộc họp phụ huynh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.